Tôi cũng hay nghe người quen nói vậy, nhưng mà người lạ thì tôi không rõ. Quả nhiên nguồn thông tin của chủ tịch bang bó xa với những người khác luôn đó. Mời chú ngồi xuống nói chuyện. Tôi có quan tâm và theo dõi phía Chin Hoan từ khá lâu rồi. Cũng vì điều đó nên tôi mới tài trợ cho cậu Chin. Ôi trời ơi, tôi thật sự rất biết ơn chủ tịch. Không biết giám đốc Kim có kế nhiệm chức tổng giám đốc không, nhưng mà tôi nhận ra có vẻ như anh đang làm rất tốt vai trò là trợ lý cho chị gái Thật mình. ra mọi công việc thực tế đều do một tay giám đốc quản lý hết mà. Đúng lúc này thì cháu trai anh lại quay về làm việc, chắc hẳn trong lòng anh cũng không thoải mái. Cậu ta là một người rất thích tốc độ và thích lang thang nay đây mai đó mà thôi à. Cho nên có vẻ như là cậu ta khó thích ứng được với công ty. Dù là con người hay là đồ vật thì cũng buộc phải đứng đúng vị trí của bản thân thì mới dễ coi và phát huy tính hữu dụng. Cô mặc nó đi. Lớp cô sao? Dạ. Sao em về nhà được? Em sống ở gần đây thôi, em còn đi xe đạp nữa mà. Em tên là Hoan. Là tên của em đó. Em tên là Hoan, Sơn Hoan. Chắc là cô cần nó đi giải rượu. Giờ thấy cô ngầu nữa, có đúng vậy không? Em sẽ giữ kín mà, những gì mà em thấy đó. Cô cũng phải nắm thóp được em chứ, bất an quá đi. Chút nữa thì cô nhớ ghé qua phòng thủ công nhà em nha. Nghe nói là cô cần mượn cái lò nung. Cô có nhờ chuyện đó hả? Cô còn cái chuyện tình đầu nữa mà. Bà đi về đi, trước khi tôi kêu cảnh sát tới đó. Cái thằng nào nữa đây? Thằng này là thằng nào hả? Đi về, bỏ tôi ra. Sao em không hỏi gì hết vậy? Chuyện bà ấy là ai? Tại sao bà ấy lại như vậy? Vì em thật sự không muốn cô phải suy nghĩ thêm. Giờ thì cô cứ quên hết đi cô. Luộc với nước tương đậu là được có đúng không? Cô còn nhớ là phải dùng kim để khêu. Vì để hôm nay á, em sẽ bắt đủ cả nồi cho cô luôn. Cô đang khóc đó sao? Ba quý khách vừa gọi hiện đang tắt. Quý khách sẽ được chuyển sang hộp thư thoại. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Anh cứ nghĩ là em bỏ nhà đi lâu như vậy chứ. Chưa gì đã về rồi. Anh đừng có động tới cô Di Chi. Liên quan gì tới em không? Cô Di Chi không phải kiểu người hợp với anh đâu. Anh tự biết ai hợp với mình, không cần quyết định thay cho anh đâu. Bây giờ em đang yêu đơn phương cô ấy sao? Em nên dọn dẹp cho sạch sẽ cái mớ cảm xúc không dám nói ra của mình đi. Đừng tỏ ra giận dỗi như con nít vậy. Em thích cô ấy. Nè, em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Em biết cảm xúc thích ai đó là như thế nào. Là muốn bảo vệ cho người đó, và không bao giờ muốn người đó phải chịu tổn thương. Em sai rồi. Việc thích một ai đó là khi em biết nếu như tiến lại gần họ sẽ chết, nhưng mà em không thể nào dừng bước. Nếu như em dám thì cứ xông vào đi. Từ bỏ đi. Ở tuổi của em sẽ không thể nào chịu trách nhiệm với cô ấy được đâu. Em cũng là đàn ông mà. Tới khi nào em không cần nói ra điều đó mà người khác vẫn có thể nhận ra được thì lúc đó hãy nói. Ngày mai là sẽ chuyển tới, có phải không? Dạ. Nếu cô muốn nhận được luôn trong ngày, cô có thể đăng ký chuyển qua chuyển phát nhanh, nhưng mà khối lượng có hạn thôi. Vậy tôi chuyển thường được rồi. Dạ, tôi đã nhận được yêu cầu rồi. Nhờ cả vô anh nha. Dạ. Gì đi? Tính bỏ chạy hả? Dạ con chuyển đi. Chuyển đi? Cô còn chưa xin phép tôi mà dám chuyển đi đâu hả? Lập tức bỏ hành lý ra. Từ giờ sẽ không còn nhân viên tổng vụ không công nữa đâu. Nên cô tìm người mới đi. Hoặc là cô nói Trang Hy đang chơi bời làm đi. Cô nói Trang Hy với cái giọng gì vậy hả? Cô có tiền không? Tôi nghe chuyện cô không được làm giáo viên rồi mà. Con là sinh viên năm cuối, dù không được làm giáo viên cũng có thể kiếm được công việc khác. Cô nghĩ đi nơi khác thì tôi không tìm tới phá được hả? Cô cứ thử đi. Sao? Bỏ ra. Bỏ ra. Bộ chỗ này là nhà tù hay gì? Tôi là tội phạm hay sao? Tôi có chân tôi tự đi, cô có quyền gì mà cấm đoán tôi chứ? Vậy số đồ ăn tôi nấu cho cô ăn, số tiền cho cô mặc cho cô học, cô nghĩ tới khi nào cô nôn ra hết được số tiền đó hả? Ngày nào tôi cũng chỉ ăn cơm trắng như rong biển để sống thôi đó. Quần áo thì trước giờ tôi toàn phải đi xin người ta để giày mặc. Hết dọn dẹp rồi tới quản lý. Toàn bộ số tiền tôi làm không công cho cô thời gian qua đã đủ trả hết cho cô. Số tiền cô vừa nhắc tới rồi. Cô phải tính cả tiền tội lỗi của mẹ mình nữa chứ. Sao không tính vô chung hả? Để nó đi đi. Sao cô có thể làm như vậy? Chị à. Chị đi đi. Đó đi. Mau đi đi chị. Ở yên đó đi. Đi đâu hả? Ai cho cô đi mà đi. Nè tình. Ai cho cô đi hả? Nè. Mẹ à, bỏ ra đi mẹ. Đứng lại ngay. Mẹ à. Giờ cô còn nghe nữa hả? Đứng lại ngay. Đứng lại cho tôi. Bỏ ra. Giờ cô không thèm nghe tôi nữa hả? Mình à, thôi đi mà. Mà bỏ ra. Thiệt tình dừng lại đi mà. Cô nghĩ lời nói của tôi là cái gì hả? Được rồi mà, dừng lại đi mình à. Ôi trời, cô cậy cô đàn ông chống lưng lên ra vẻ đó hả? Ôi trời ơi, đứng rồi, đứng rồi. Cô đứng lại đó. Ê, ê, cậu đưa nó đi lẹ đi. Biết cô ta là người ra sao không? Được rồi mà, bình tĩnh đi. Từ giờ trở đi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.